Nào, cho thầy xin bài số 5 nào. Bài 5 nhé. Phương trình bất phương trình logarit. Phương trình bất phương trình logarit. Trước tiên mình sẽ nói về cái vấn đề đầu tiên á. Đó là phương trình và bất phương trình ở trạng thái gọi là cơ bản nhất nhé. Phương trình và bất phương trình ở trạng thái được gọi là cơ bản nhất. Cơ bản nhất tức là dễ nhất. Đó. Vấn đề đầu tiên đó là phương trình này. Phương trình logarit cơ bản là gì? Đó là loga cơ số A của fx thì bằng b. Đó. Đây được gọi là phương trình cơ bản. Và đối với cái phương trình này thì chúng ta sẽ đi giải ra x đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta có thể dễ thấy là ở đây cái fx của mình ấy nó chính là bằng a mũ b đúng không? A mũ b. A mũ b. Và từ đây thì nó sẽ quay trở về một cái phương trình thông thường các em đã được học. Thì từ đây các em sẽ tìm ra x nhá. Thì đây được gọi là phương trình cơ bản. Thế còn bất phương trình thì sao? Bất phương trình thì cũng thế. Nhưng nó sẽ giống như cái anh mũ ấy. Đó là cái bất phương trình của chúng ta thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ số. Ví dụ như là loga cơ số A của fx mà lớn hơn hoặc bằng B chẳng hạn. Đó. Thì cái này nó cũng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đó là trường hợp cho cái cơ số lớn hơn 1. Trường hợp cơ số lớn hơn 1 thì cái bất phương trình của em nó sẽ giữ nguyên chiều, tức là fx sẽ lớn hơn hoặc bằng là a mũ b. Và cái trường hợp là cơ số mà nằm trong khoảng 0,1 thì cái bất phương trình của em nó sẽ bị đảo ngược chiều lại, tức là fx sẽ bé hơn bằng a mũ b. Đó. Tuy nhiên trong suốt cái quá trình mà giải phương trình và bất phương trình loga ấy, có một cái điều đặc biệt quan trọng, đó là điều kiện. Tức là điều kiện ở trong cái dấu loga này phải là một cái biểu thức dương, đúng không? Đấy. Như vậy thì đấy là cái quan trọng nhất. Và cái này nó sẽ giúp chúng ta loại nghiệm. Nên là các em nhớ chú ý, bao giờ ngay từ lúc làm đầu tiên ấy là các em phải đặt điều kiện nha. Đặt điều kiện. Đó. Thì cái phương trình cũng như là cái bất phương trình này nó cơ bản thì nó dễ lắm. Nên là thầy sẽ đưa ra một vài câu thôi. Chúng ta có thể làm ngay. Ví dụ, giải phương trình và bất phương trình. Nên nó đơn giản, chúng ta làm rất là nhanh. Loga cơ số 2 của 2x cộng 1 bằng 3. Đấy, chẳng hạn như thế này. Dễ đúng không? Mình cứ đặt điều kiện thôi, bởi vì cái việc đặt điều kiện thì không bao giờ nó thừa cả. Điều kiện đây là gì các em? Điều kiện cái biểu thức trong này là dương. Biểu thức trong này là dương thì ai mà không nhẩm được x lớn hơn bao nhiêu các em? Âm 1 phần gì? Âm 1 phần 2 đúng không? Biểu thức trong này dương, vậy x sẽ lớn hơn âm 1 phần 2. Được chưa? Ok, như vậy lúc này thì tất nhiên là cái phương trình của em nó sẽ tương đương luôn. Là 2x cộng 1 thì bằng gì nhỉ, mọi người nhỉ? 2 mũ gì? 2 mũ 3. Và 2 mũ 3 thì bằng 8. Như vậy tìm được x chưa? X bằng mấy nào? 8 trừ đi 1 là còn 7, và 7 chia 2 đúng không? 7 phần 2. Rất là dễ, rất là đơn giản. Cái này nói chung là nó đơn giản và nó dễ nên là thầy cũng sẽ qua nhanh thôi. Bởi vì cái nội dung chính tí nữa mình sẽ làm đó là cái phương pháp đưa về cùng cơ số. Và nó sẽ có nhiều cái sự chú ý ở trong đó. Cái số 2 này. Đó là log của x trừ 2 bằng 2. Đó. Log của x trừ 2 bằng 2. Log là cơ số mấy các em? Log là cơ số 10 đúng không? Điều kiện đây là gì nhỉ? À, đó là x sẽ lớn hơn 2. X lớn hơn 2. Như vậy từ đây cái phương trình của chúng ta nó sẽ tương đương.
đó là x trừ 2 thì nó sẽ bằng là 10 mũ 2. Log là cơ số 10. Và tất nhiên rồi, 10 mũ 2 thì bằng 100. Vậy từ đây chúng ta có x bằng bao nhiêu các em? 102. Thế thôi nhỉ. Đúng không? Ok, câu 3 nhá. Câu 3 thì thầy sẽ đưa ra một cái câu liên quan tới là bất phương trình. Loga cơ số 1/3 của x cộng 1 bé hơn hoặc bằng trừ 3. Đó. Cái điều kiện nó vô cùng quan trọng, và quan trọng với tất cả phương trình là thứ nhất, còn đối với bất phương trình thì nó quan trọng bậc nhất luôn. Bởi vì tí nữa em phải kết hợp cái điều kiện của cái này kết hợp với cả cái việc em giải ra được, đúng không? Đấy. Thì cái điều kiện đầu tiên ở đây là gì nào? Điều kiện đầu tiên nào? X làm sao các em? X lớn hơn âm 1 đúng không? Biểu thức trong này là dương mà. Như vậy điều kiện đầu tiên là x sẽ lớn hơn âm 1 này. Đấy là cái đầu tiên. Thế bây giờ nói về cái bất này đi. Cái bất phương trình này nó sẽ tương đương cái gì nào? Cơ số lúc này là cái cơ số nằm trong khoảng 0,1. Vậy dẫn tới là khi mà em lấy cái bất này lên thì nó bị đảo dấu lại đúng không? Đảo dấu. Vậy nó sẽ là x cộng 1 thành lớn hơn hoặc bằng 1/3 mũ trừ 3. Vậy 1/3 mũ trừ 3 là bao nhiêu nhỉ? Có bấm được không? 27. Vậy từ đây dẫn tới là x sẽ lớn bằng bao nhiêu mọi người? 27 trừ 1 là còn 2 gì? 26. Thế thì kết hợp cái điều kiện ở bên dưới và cái ở bên trên thì tập nghiệm của mình trong trường này nó sẽ lấy từ đâu? À, nó sẽ lấy từ 26 trở đi đúng không? Lớn hơn 26 và lớn hơn âm 1 thì phải lấy 26 đúng không? Vậy chốt lại cái tập nghiệm của mình nó sẽ tính từ 26 trở đi. Ok, rồi, đó, xong. Tiếp tục này, câu 4 này. Loga cơ số 2 của ba trừ x. Đấy, loga cơ số 2 của 3 trừ x lớn hơn hoặc bằng 2. Đó, được không? Được, đúng không? Loga cơ số 2 của 3 trừ x lớn bằng 2. Điều kiện đây là gì nhỉ? Điều kiện. À, điều kiện là 3 trừ x là dương. Vậy 3 trừ x dương tức là gì? X nhỏ hơn 3 đúng không? Điều kiện là x nhỏ hơn 3. Đấy, nhỏ hơn 3. Vậy cho thầy hỏi là cái bất phương trình lúc này thì nó sẽ tương đương cái gì các em? À, đó là 3 trừ x giữ nguyên chiều hay đảo chiều? Giữ nguyên chiều đúng không? Lớn bằng mấy nào? 2 mũ 2 và 2 mũ 2 là 4. Như vậy từ đây dẫn tới là x bé hơn bằng bao nhiêu nào? Chuyển về sao nào? Chuyển về sao? Vậy x bé hơn bằng trừ gì? Trừ 1. Thế thì giữa cái điều kiện ở trên và cái điều kiện ở dưới này thì bây giờ mình lấy tập nghiệm là lấy cái gì đây? Lấy bé hơn 3 hay là bé hơn trừ 1? Bé hơn trừ 1 đúng không? Đấy, chắc chắn rồi. Vậy kết hợp với điều kiện thì cái tập nghiệm của mình nó phải lấy bé hơn trừ 1. Tức là phải tính từ âm vô cùng cho tới âm 1. Em mọi người đồng ý điều này không nhỉ? Ok nhỉ? Đó, thì cái này dễ. Nên chúng ta làm một câu nữa thôi. Là chúng ta sẽ qua luôn cái dạng này. Bởi vì những cái này là những cái đơn giản nhất rồi. Cái này chỉ là một bước là đã xong rồi. Nào bây giờ nhá, thầy có này. Loga nepe này. Là cơ số gì đây? Cơ số E đúng không? Loga nepe. Rồi, là cơ số E. Cơ số E thì là cơ số lớn hơn 1 hay nằm trong khoảng 0,1? Lớn hơn 1 đúng không? Ok. Rồi, 2x-1. 2x-1. Lớn hơn hoặc bằng. Bé hơn hoặc bằng đây. Bé hơn bằng đây. 3 đây. 2. Bé bằng 3. Được chưa? Nào. Cho thầy xin thứ nhất là điều kiện đây. Điều kiện là gì đây các em? Điều kiện. Điều kiện gì nhỉ?
Đúng rồi, cái biểu thức bên trong loga này phải dương, tức là x sẽ lớn hơn 1/2. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái bất phương trình của em nó sẽ tương đương với cái nghiệm, đó là 2x trừ đi 1 giữ nguyên chiều, đúng không? Bé hơn bằng là gì đây? Cơ số E. Bé hơn bằng E mũ mấy? E mũ 3, đúng không? Như vậy từ đây tương đương mình có giải được x không? Vậy x sẽ bé hơn bằng bao nhiêu mọi người nhỉ? E mũ 3 cộng 1 và chia 2, được không? Được. Thế bây giờ tập nghiệm là gì? Tập nghiệm, tập nghiệm đó là từ âm vô cùng cho tới E mũ 3 cộng 1 trên 2 à? Như này hả? Đúng không? Hay là sao? À, phải lấy, phải nhớ là có cả điều kiện trên đúng không? Phải lấy từ đâu? Lấy từ 1/2 cho tới đây nhé. Lấy từ 1/2 cho tới đây. Thì với những cái bài mà số nó xấu như này ấy, thì người ta sẽ có cái câu hỏi là gì biết không? Đó là cái bất phương trình này có bao nhiêu nghiệm nguyên nhỉ? Thế cái số này là bao nhiêu, có bấm được không? Có, bấm cái số này thì nó ra bao nhiêu? Cái số này nó xấp xỉ bao nhiêu? 10,54. Vậy có biết bao nhiêu nghiệm nguyên chưa? 10 nghiệm nguyên nhỉ, từ 1 cho tới 10. Được không? Ok, thế thì cái nói chung là cái này nó là cái cơ bản nên là mình sẽ kết thúc ở đây luôn nhé. Thì mọi người viết cho thầy một hai câu này cho nó vui vui, sau đó mình sẽ chuyển sang cái phần đằng sau. Và phần đằng sau sẽ là cái phần gọi là quan trọng nhất. Ok, đó. Mọi người viết cho thầy một vài cái câu này. Chắc là mất khoảng tầm 5 phút thôi. Cho nó vui, sau đó mình chuyển sang cái phần đằng sau. Phần đằng sau mới là phần quan trọng nhất. Rồi, tập trung làm và học, sau đó chăm chỉ nhá. Chăm chỉ. Nghe nhá. Mấy câu này, nói chung là ba câu này thì không nói làm gì cả. Đấy, không phải chữa. Này, điều kiện cho câu 9 đó là 9 trừ đi 2 mũ x là phải dương. Thật ra là em đặt điều kiện thôi đã là được rồi. Còn nếu em tham gia cái việc là giải điều kiện thì ok hơn. Nhưng mà nếu mà điều kiện mà phức tạp quá thì em đâu cần giải. Tí nữa em lấy cái nghiệm ở dưới em thử lại vào điều kiện là được, đúng không? Thế trong trường này thầy đâu cần giải điều kiện đâu, thầy đặt là được. Thế bây giờ cái phương trình của em nó sẽ tương đương cái gì nào? À, đó là 9 trừ đi 2 mũ x thì nó sẽ bằng là 2 mũ 3 trừ đi x. Và cái này trước Tết là mình đã học rồi. Cái này nó chính là phương trình mũ. 2 mũ 3 thì là 8, 2 mũ trừ x thì là chia cho 2 mũ x. Chuẩn đét chưa? Và đến đây thì người ta sẽ đưa nó về phương trình bậc mấy? Bậc 2, bằng cách là quy đồng lên là xong, đúng không? Và bản chất ở chỗ này nếu mà trình bày gọi là chi tiết phức tạp ấy, thì người ta sẽ đi đặt 2 mũ x bằng t và với điều kiện là t dương. Như vậy lúc này em sẽ được một cái phương trình mới, đó là 9 trừ đi t trừ đi 8 chia cho t thì bằng 0. Và mình quy đồng, mình bỏ mẫu luôn thì nó sẽ được là trừ t bình cộng 9t và trừ đi 8 thì bằng 0. Như vậy tất nhiên là đến đây thì các em sẽ thu được t bằng 1 và t bằng 8. Tất nhiên á, t là gì? Là 2 mũ x. Vậy thì t bằng 1 và t bằng 8 nó đã thỏa mãn cái điều kiện là dương rồi, được không? Nhưng nó còn thỏa mãn cả điều kiện ở bên trên nữa, các em biết không? T của em chính là 2 mũ x mà. Vậy thì 2 mũ x bằng 1 và 2 mũ x bằng 8
thì 9 trừ đi 1 và 9 trừ đi 8 có dương không? Có, tức là bản chất hai cái t này nó thỏa mãn hết. Vậy bây giờ mình chỉ cần từ cái t này mình suy ra x là xong, và hai cái x đấy sẽ được lấy hết, được không? Đó, như vậy là với t bằng 1. Với t bằng 1 thì 2 mũ x bằng 1. Vậy 2 mũ x bằng 1 thì x bằng 0. Và tất nhiên rồi, thỏa mãn điều kiện nhé. Với t bằng 8 thì là 2 mũ x sẽ bằng 8. Như vậy x sẽ bằng 3. Và tất nhiên nó cũng sẽ thỏa mãn luôn. Rồi, thế thôi. Như vậy là chúng ta cũng kết thúc cái phần nội dung cơ bản tại đây. Bây giờ thầy sẽ nói về cái phần chính. Đó là cái phương pháp đưa về cùng cơ số. Với những cái sự chú ý nhất định, thầy sẽ chú ý cho mọi người. Ok nhé, rồi xong. Cho thầy xin vào cái dạng 1 nhé. Phương pháp đưa về cùng cơ số. Dạng 1. Phương pháp đưa về cùng cơ số. Phương pháp đưa về cùng cơ số. Thật ra nếu mà nói thì ở trong cái chương trình của mình nghiên cứu về hai cái dạng thôi. Cái cơ bản vừa nãy thì nói gì nó là dạng nó đơn giản mà. Đưa về cùng cơ số và đặt ẩn phụ, thế thôi. Được chưa? Ok, vậy đưa về cùng cơ số thì phương trình sẽ là gì? Phương trình thì em sẽ phải cố gắng là em biến đổi hai vế của nó ấy, là ở cái trạng thái là loga A của Fx này sẽ bằng loga cơ số A của Gx. Thì đây chính là cùng cơ số A. Và tất nhiên là chúng ta được phép kết luận là Fx và Gx thì bằng nhau. Fx và Gx thì bằng nhau. Nhớ là cũng phải có điều kiện cho cả Fx và cho cả G gì? Gx. Thế sau đó thì mình sẽ lấy cái điều kiện chung. Thế còn bất phương trình thì cũng thế mọi người nhé. Và bất phương trình thì nó cũng phụ thuộc vào cái cơ số A. Đây. Đấy, ví dụ là như thế này. Thì nó cũng sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là trường hợp là cái cơ số lớn hơn 1 thì cái bất của em nó sẽ giữ nguyên chiều. Còn cái cơ số mà nằm trong khoảng 0,1 thì nó sẽ bị đảo ngược chiều lại. Đó, nó là như này. Rồi, ở đây thì thầy nói chung là cũng chuẩn bị khá là nhiều câu hỏi. Nhưng mà chắc là thầy sẽ hỗ trợ mọi người một vài những cái câu mà nó có những cái sự chú ý nhất định. Còn lại mọi người sẽ làm để xem cái tình hình mọi người học đến đâu. Ok, nào, câu đầu tiên thì chắc là dễ thôi. Ví dụ số 2 này, đó là giải phương trình. Câu 1. Loga 2 của x cộng 2 trừ loga 2 của x trừ 2 thì bằng là 2. Đấy. Cái chỗ này mình phải đặt điều kiện chung đúng không? Vậy điều kiện của mình ở trong bài toán này thì nó bao gồm những cái điều kiện nào các em? Đó là x lớn hơn âm 2 và x lớn hơn 2. Vậy trong hai cái điều kiện đó thì mình lấy điều kiện chung sẽ là điều kiện gì? X lớn hơn 2 đúng không? Lớn hơn âm 2 và lớn hơn 2 thì phải lấy cái chung, đó là cái lớn hơn 2. Tức là người ta có nói rằng là lớn hơn thì phải là lớn hơn thằng lớn gì? Lớn nhất, còn bé hơn thì phải bé hơn thằng bé nhất, đúng không? Đấy là kết hợp lại với nhau là như vậy. Thế thì ở trong cái câu hỏi này thì rõ ràng là các em đã thấy là nó đã cùng cơ số rồi, cùng cơ số 2 rồi. Vậy thì mình chỉ cần thực hiện cái thao tác là dùng công thức thôi. Thế cái công thức mà nó xuất hiện ở trong cái bài toán này chính là cái hiệu này nó thành phép gì nhỉ? Thành phép chia, đúng không? Nó thành phép chia. Đó, cái hiệu này thành phép chia. Chuẩn đét chưa? Và đây thì thôi, xong rồi.
Đó, mình đưa lên thôi. Đây chính là x cộng 2 chia cho x trừ 2 thì bằng 2 mũ 2 là bằng 4. Vậy chỗ này thì em quy đồng và em bỏ mẫu luôn là ok. Quy đồng bỏ mẫu luôn. Như vậy mình được là x cộng 2 thì nó sẽ bằng là 4x và trừ đi 8. Tất nhiên đến đây thì mình tìm được x rồi. Nhẩm cho thầy xin với. Nhẩm x nhỉ? Mấy x nhỉ? 3x bằng 10. Đúng không? Đúng 3x bằng 10 không? Vậy tức là x sẽ bằng 10 phần 3. Và cái 10 phần 3 này này thỏa mãn điều kiện trên nhé. Thỏa mãn. Ok. Vậy đây mới chỉ là cái câu hỏi đầu tiên thôi. Nó khá là nhẹ nhàng. Câu hỏi số 2 này. Log của x bình cộng 2x trừ 3 cộng log của x cộng 3 thì bằng log của x trừ 1. Ok. Cùng cơ số chưa? Cùng rồi đúng không? Cùng cơ số rồi. Vậy cùng cơ số rồi thì là cái điều may mắn nhất, bởi vì chúng ta không cần phải biến đổi nhiều. Chúng ta chỉ cần thực hiện cái thao tác là rút gọn lại thôi. Nhưng cái đặc điểm ở trong câu này là gì? Đó là điều kiện. Đặt hết điều kiện ra. Vậy ở đây nó sẽ có 3 cái điều kiện. Điều kiện của mình nó sẽ là x bình cộng với 2x trừ đi 3 là dương. Điều kiện là x cộng 3 là dương. Và điều kiện là x trừ 1 cũng là dương. Vậy thì với một cái bất bậc 2, thực ra là các em, cái máy tính bây giờ nó quá xịn để các em bấm rồi. Thì cho thầy xin cái bất đầu tiên này ở trong máy tính nó sẽ cho ra nghiệm là gì nào. Em có thể thấy 1 và âm 3. Thế thì đây là gì? Đây là dương không em? Dương. Đây là dương, đây cũng là gì? Là dương, trong đó em lại có nghiệm là 1 và âm 3. Thì em có nhớ là trong trái và ngoài cùng không? Đây là cùng dấu hay là trái dấu? Đây là cùng dấu. Cùng dấu gì? Cùng dấu dương. Vậy cùng dấu dương thì phải là bên ngoài. Bên ngoài là bên ngoài hai nghiệm. Bên ngoài hai nghiệm tức là x phải lớn hơn 1 và bé hơn âm gì? Âm 3. Chuẩn chưa? Đấy. Còn nếu không thì các em có thể bấm trực tiếp cái bất này trong máy tính. Vì máy tính của em nó có đầy đủ mọi cái chức năng như vậy rồi. Nào, thế bây giờ thầy hỏi mọi người đây, nhìn lên cái điều kiện này này, sau khi mà mình kết hợp toàn bộ cái điều kiện này lại với nhau ấy, thì mình phải lấy cái điều kiện nào? Lớn hơn 1 này, bé hơn âm 3, lớn hơn âm 3, lớn hơn 1, kết hợp hết lại với nhau. Thì có lấy bé hơn âm 3 không? Không, bởi vì bé hơn âm 3 thì làm sao mà lớn hơn âm 3 nữa được, đúng không? Vậy mình chỉ có thể kết hợp những cái này lại với nhau thôi. Và điều kiện chung sẽ là x lớn hơn 1, được chưa? Thế bây giờ cái phương trình nó sẽ thành gì? Đây là cái phép cộng. Thì mình sẽ cộng trực tiếp lại. Và mình sẽ nhân chúng vào với nhau. Còn bên kia thì mình cứ giữ nguyên thôi. Và đến đây thì các em bỏ log đi được rồi, bởi vì cùng cơ số rồi. Vậy đây nó sẽ là x bình cộng với 2x trừ đi 3. Thế bên kia nó sẽ là x trừ 1. Đấy, như vậy là xong. Thế cái phương hướng mà mình sẽ đi giải cái phương trình này tiếp theo sẽ là gì mọi người biết không? Em định kế hoạch là gì? Em định kế hoạch gì? Nhân bung ra. À, thực ra là nếu như mà em đi nhân bung ra ấy, thì cái phương trình này của em nó chỉ là phương trình bậc 3 thôi. Thì cũng được. Nhưng mà nếu mà thông minh ra ấy, thì trong cái này này, nó có một cái nhân tử chung. Đó chính là cái x trừ gì? X trừ 1. Vậy thực ra là cái chỗ này nếu mà để đầy đủ ấy, thì người ta sẽ viết anh này thành x trừ 1 này. Và anh này sẽ còn là x cộng 3 và thành bình gì? Bình phương, đúng không? Cái này nó sẽ có x cộng 1, x trừ 1 và x cộng 3. Đó, thế sau đó thì em nhóm x trừ 1 làm nhân tử chung.
Và bên trong của em sẽ còn là x cộng 3 tất cả bình và trừ đi 1 bằng 0. Ok, như vậy đến đây thì mình có 3 cái khả năng. Đó là x trừ 1 bằng 0 này, đó là x cộng 3 bằng 1 và x cộng 3 bằng trừ 1. Như vậy đến đây thì mình thu được các nghiệm thôi. Cái nghiệm của mình ở đây là bao nhiêu nào? Thứ nhất là x bằng 1 này, thứ hai là x bằng trừ 2 và tiếp theo là x bằng trừ 4. Và thật là hay là cả ba cái nghiệm này cùng làm sao? Không thỏa mãn điều kiện, loại hết. Vậy chốt phương trình vô nghiệm. Được không? Đó. Thì đấy là câu này nhá, câu này. Khá đơn giản. Bây giờ thầy sẽ đưa ra một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ biến đổi một chút cái cơ số. Sau đó sẽ là một cái câu hỏi liên quan đến cái việc là chú ý trong quá trình biến đổi. Nếu như mà không lưu ý thì sẽ bị sai. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau này. 2 loga cơ số 25 của 3x trừ 11 cộng loga cơ số 5 của x trừ 27 thì nó sẽ bằng là 3 cộng với cả loga cơ số 5 của 8. Ở trong đề của các em thì cái này nó là cơ số 3 ấy, thì thầy gõ bị nhầm á. Các em sửa thầy thành cơ số 5 trong câu 3 á, trong cái đề loga nhá. Các em phải sửa thành cơ số 5. Còn nếu mà đề cơ số 3 thì bài toán không giải quyết được đâu nhá. Trong cái tờ phương trình bất phương trình loga này, cho thầy xin cái điều kiện của bài toán này được không? Điều kiện ở đây rõ ràng là chúng ta thấy là x sẽ lớn hơn 11/3. Và đây là x lớn hơn 27. Vậy nếu mà lấy điều kiện chung thì phải là lấy x lớn hơn 2 gì? 27. Và bây giờ cái cơ số mà mình sẽ đưa về đó là cơ số bao nhiêu? Cơ số 5 nhỉ? Và mình nên đưa tất cả về cơ số 5. Thế thì em có nhìn thấy là ở trong cái công thức nó có cái này không? Cái này là gì nhỉ mọi người nhỉ? Cái 25 này. Cái 25 này bản chất nó chính là 5 mũ 2. Thế thì cái số 2 này mà đưa ra ngoài thì nó thành 2 hay là thành 1/2? 1/2. Vậy thì cái 1/2 đấy, cái 1/2 đấy và cái 2 này bị triệt tiêu, tức là bản chất cái 2 này và cái 2 ở đây biến mất. Thế thì cuối cùng cái này nó chỉ còn là loga cơ số 5 của 3x trừ 11, đúng không? Đấy, là mất cái số 2 rồi. Cộng tiếp với cả loga cơ số 5 của x trừ 27. Thế bên kia thì các em cũng nên đưa về cơ số 5. Các em biết là cái số 3 mà đưa về cơ số 5 tốt nhất là viết nó thành gì không? 3, 3 đưa về cơ số 5. À, chỉ cần viết thành loga cơ số 5 của 5 mũ mấy là được? 5 mũ 3 là được, đúng không? Thì nó hiển nhiên nó bằng 3. Và cộng với cái này chính là loga 5 của 8. Rồi, như vậy đến đây thì các em tổng thì thành tích thôi. Vậy bên trong thì nó sẽ là 3x trừ 11 nhân với cả x trừ 27. Thế còn bên kia thì nó sẽ là loga 5. 5 mũ 3 là 125 và 125 nhân với 8 là 1000. Ok, như vậy đến đây thì thôi. Bỏ hết loga đi. Ở bên trong em nhân bung ra dùm thầy nào. Nhân bung nào. Nhân bung ra 3x bình trừ 11 trừ đi 81 là trừ đi 92. 11 mà nhân với 27. À, đúng rồi, bởi vì sao nhỉ? 27 mà nhân với 10 là 270 rồi, cộng với 27 nữa là 297, đúng không? Đấy, chúng ta tính nhẩm theo đúng cái hồi tiểu học. Nhân 11 thành nhân 10 cộng thêm một cái. Ok, như vậy đến đây thì chắc là mọi người bấm máy tính thôi. Mọi người bấm cho thầy xin x bằng mấy nào? Bao nhiêu em? 37 và âm 19/3. Và tất nhiên nghiệm dưới này so với điều kiện thì nghiệm dưới này bị loại, còn nghiệm trên này thỏa mãn. Được chưa? Ok nhỉ? Thế thôi, đúng không? Rồi. Tốt.
vẫn sẽ là một cái câu hỏi mà chúng ta phải đưa về cùng cơ số tiếp theo. Loga 5 của x mũ 3 cộng loga 0,2 của x cộng loga căn bậc 3 của 25 của x, à, tất cả là bằng 7. Tất cả là bằng 7. Vậy thì mình sẽ xử lý như nào? Điều kiện chung sẽ là gì? À, cái x mũ chẵn và cái x mũ lẻ khác nhau không các em? Khác nhau nhỉ? X mũ chẵn thì là luôn lớn bằng 0. Nhưng x mũ lẻ mà muốn dương thì cái thằng bên trong phải gì? Phải dương. Vậy nếu mà nhìn tất tần tật vào cái điều kiện thì cái bài toán này điều kiện sẽ là x làm sao? X phải dương đúng không? Đấy. Điều kiện là x phải dương. Thế bây giờ nếu mà mình nhìn tổng quan hết toàn bộ cái phương trình này ấy, thì mình sẽ thấy là mình có thể đưa được về loga cơ số mấy của x? Cơ số 5 đúng không? Mình có thể biến đổi tất cả về loga 5 của x. Vậy nếu mà mình thực hiện cái biến đổi đó thì rõ ràng là loga 5 của x tự nhiên nó trở thành nhân tử chung, các em đồng ý không? Rồi, vậy thì bây giờ cái này hạ mấy xuống nhỉ? Cái này hạ 3 xuống. Bên trong sẽ là 5 của x đúng không? Thế bây giờ hỏi mọi người cái đoạn anh này sao nhỉ? 1/5. 1/5 tức là 5 mũ trừ 1, và 5 mũ trừ 1 bỏ ra ngoài, bỏ trừ 1 ra ngoài thì vẫn là dấu gì? Dấu trừ, đúng rồi. Trừ loga 5 của x, chính xác. 5 mũ trừ 1. Thế anh này sao? Anh này sao? Anh này sao? 5 mũ gì? 2/3. 5 mũ 2/3. Thế nhưng mà 2/3 nằm ở đây thì bỏ ra ngoài thì phải thành 3/2. Chuẩn rồi, ok nhá, tốt. Ok, vậy đến đây thì chúng ta không cần phải thực hiện cộng trừ nhân chia làm gì cả, mà chúng ta chỉ cần nhóm loga 5 của x thành nhân tử chung. Vậy tổng kết lại ở bên trong thì nó sẽ là bao nhiêu nào? Mấy lần, bao nhiêu lần? 3 trừ đi mấy? Trừ đi 1 là còn 2. 2 cộng với 3/2 thì là bao nhiêu? 2 cộng 3/2. À, 7/2, được chưa? Và bên kia bằng mấy đây? Bằng 7. Gọn chưa? Gọn mà nhỉ. Những cái phương trình như này mà các em cứ nhẩm một hai cái thao tác ấy thì các em làm thậm chí nó rất là nhanh và rất là thích luôn. Đây là 5 của x, rồi 7 với 7 triệt tiêu, như vậy là 2 đưa lên trên, vậy x sẽ bằng bao nhiêu đây? X bằng 25 nhá. 5 mũ 2 là 25, và tất nhiên thỏa mãn rồi. Được không? Được, dễ đúng không? Dễ học, dễ làm. Ok. Rồi, bây giờ sẽ là một trong những cái thực sự mà nó sẽ phải là cái sự chú ý cho các em. Hai loga 3 của x trừ 2 cộng loga 3 của x trừ 4 tất cả bình phương bằng 0. Đây sẽ là một cái câu hỏi mà cần lưu ý. Và trong suốt cái quá trình các em giải là hãy cẩn thận, không là sẽ bị sai, là thiếu, thiếu là sai rồi. Cái này xong chưa? Cái này có thắc mắc gì không? Những cái biến đổi logarit này là những cái biến đổi mà chúng ta đã học từ cách đây phải đến một tháng rồi, đúng không? Gì có khó gì, đúng không? Nào, thế bây giờ nhá, mọi người để ý vào đây này. Trong cái câu này ấy, thì rõ ràng là các em có thể đưa được về cơ số 3. Nhưng mà nó có hai cái để mà đưa. Nó có hai cái phương án rất là hay. Đó là nếu em muốn thực hiện được cái phép cộng thì cái số 2 này có thể phải đưa lên bên gì? Lên bên trên, đúng không? Hoặc em cũng có thể đưa cái số 2 ở trên này xuống gì? Xuống dưới, sau đó mình triệt tiêu số 2 ở hai vế đi, được không? Ok. Thế nhưng mà cái đặc điểm khác nhau ở giữa cái việc là đưa lên trên và đưa xuống dưới nó là cái gì? Thì phải cho thầy xin cái điều kiện trước đã. Điều kiện đây là gì nào?
điều kiện. Điều kiện đó là x trừ 2 là phải dương. Và điều kiện đó là x trừ 4 tất cả bình là cũng phải dương. Vậy em có biết cái điều kiện này không? Có biết giải cái điều kiện này không? X lớn hơn mấy nào? X lớn hơn 2. Thế còn x trừ 4 dương khi nào? X trừ 4 tất cả bình dương khi nào? À đó là x khác 4 đúng không? Đó là x khác 4. Tức là x trừ 4 tất cả bình thì luôn lớn bằng 0. Vậy muốn nó dương thì nó sẽ bỏ đi cái trường hợp là khác 0. Như vậy là x sẽ khác 4. Thế bây giờ thầy hỏi mọi người nhé. X khác 4 thì x trừ 4 tất cả bình sẽ dương. Vậy nếu x trừ 4 mà đứng độc lập ấy, thì có chắc chắn là anh này sẽ dương không? Chưa chắc nhỉ? Bởi vì cái điều kiện của mình chỉ là x lớn mấy thôi. Lớn 2, tức là nếu mà x mà bằng 3 ấy, thì anh này sẽ không phải là số dương. Thế thì ở đây nó sẽ có cái vấn đề là nếu em muốn thực hiện được cái phép cộng ở đây, em đưa 2 này lên, thì 2 đưa lên thì đây nó thành bình phương. Vậy bình phương mà nhân với bình phương thì ra phương trình bậc mấy? Bậc 4. Phương trình bậc 4 thì tất nhiên là máy tính của chúng ta cũng đủ năng lực để giải. Thì đấy là một cái phương án. Thế nhưng mà cái phương án thứ hai ấy, đó là em không đưa lên trên, mà em đưa cái số 2 này xuống đây. Thì khi mà em đưa cái số 2 này xuống đây thì nó sẽ trở thành là x trừ 4 đứng độc lập. Và cái x trừ 4 lúc này nó chưa chắc chắn là dương. Vậy thành ra là cái chưa chắc chắn là dương đấy, khi em đưa cái số 2 này thì cái thằng x trừ 4 này nó phải thêm dấu giá trị tuyệt đối. Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Hiểu vấn đề không? Đó, ví dụ như này, loga cơ số 2 của x bình phương chẳng hạn. Thì đây chỉ là điều kiện là x khác gì thôi. X trừ 2 tất cả bình. Rõ ràng là cái thằng này là luôn gì? Luôn lớn bằng 0. Vậy nó dương khi x khác gì? X khác 0. Thế thì cái x bình này, cái x đi với bình này thì chắc chắn là dương. Nhưng x đứng độc lập thì đã dương chưa? Chưa, vậy nếu em hạ 2 xuống thì cái x của chúng ta ở bên trong loga nó phải dương cơ. Mà muốn nó dương thì phải thêm trị đối. Hiểu vấn đề chưa? Thì đấy là cái sự chú ý cho những cái bài toán này. Thế với cái điều kiện mà nếu mà cái điều kiện ở trong cái bài toán này là điều kiện là x lớn hơn 4 thì sao? Thì lúc em hạ xuống thoải mái. Bởi vì với điều kiện x lớn hơn 4 thì nó đã là gì rồi ạ? Dương rồi, đúng không? Nhưng mà trong cái bài toán này thì nó chưa chắc. Nên là em phải có trị đối nhé. Ok, thế thôi, hạ xuống thôi, xong rồi. Và đến đây thì em hạ xuống thì nó sẽ thành loga 3 của x trừ 4 bằng 0. Chia tiêu 2 đi. Chia tiêu 2 luôn. Vậy nó sẽ còn loga 3 của x trừ 2 nhân với cả trị đối của x trừ 4 bằng 0. Như vậy đến đây thì nó sẽ được là x trừ 2 nhân với trị đối của x trừ 4 thì sẽ bằng là 3 mũ 0 và 3 mũ 0 tức là 1. Thì em giải bình thường thôi các em, không vấn đề gì cả. Trị đối thì phá trị đối là chia thành hai trường hợp thôi. Đó là trường hợp bằng 1 và một trường hợp là bằng âm 1. Đúng không? Phá trị đối bình thường. Đó. Ok, như vậy đến đây thì các em xong nhé. Phá dấu trị đối, chia hai trường hợp. Rồi, vậy thì mình thu được cái phương trình là gì? Mình sẽ nhẩm hai cái phương trình này. X bình này, trừ đi 6x này. Đây là cộng 8 và trừ đi 1 thì thành là cộng 7. Thế còn ở bên dưới là x bình này, trừ đi 6x này. Cộng 8 và cộng 1 thì thành cộng 9 này. Ok, đến đây thì các em lấy hết tất cả nghiệm ra. Thì cuối cùng mình sẽ có bao nhiêu nghiệm và mình lấy được bao nhiêu nghiệm, mình loại bao nhiêu nghiệm, các em kiểm tra. Cái phương trình trên này có nghiệm không? Bấm thử coi nào, bấm thử. 3 cộng căn 2 và 3 trừ căn 2. 3 trừ căn 2 thì có lớn hơn 2 không em? Không. Không, vậy nghiệm này sẽ bị
loại, tức là lấy 3 cộng căn 2. Thế là phương trình dưới này thì đây là hằng thức rồi. Ở dưới này x bằng gì? 3, x bằng 3. Thì hai cái nghiệm này sẽ là hai nghiệm thỏa mãn rồi. Thế còn nghiệm dưới thì chúng ta bỏ, đúng không? Đó, thì đây là cái chú ý đầu tiên nhé. Tiếp tục rồi. Cho thầy xin cái câu này. Thầy xin cái câu này. Hình như là cái kỳ thi sắp tới mọi người sang tháng 3 nếu mà có một cái kỳ thi khảo sát của sở. Đây là kỳ thi chung thôi. Kỳ thi chung. Kỳ thi chung chắc là đề phải theo form mới nhỉ. Khảo sát để tổng kết xem kiến thức như nào. Toàn kỳ 1 đúng không? Toàn học kỳ 1. Học kỳ 2 thêm cái phần này. Nào, cái phương trình này thì sao đây? Điều kiện là gì đây các em? Điều kiện. Mấy điều kiện? 3 điều kiện nhỉ? 3 điều kiện. X dương này. Loga 2 của x cũng dương luôn. Và loga 4 của x cũng dương. Cho thầy xin điều kiện chung được không? Điều kiện chung đây là gì các em? X lớn hơn 2 mũ 0 tức là 1. X lớn hơn 4 mũ 0 tức là 1. Và x lớn hơn 0. Vậy kết hợp tất tần tật điều kiện lại thì phải là x lớn hơn 1, đúng không? Vậy chỗ này thì mình sẽ có cái xu hướng biến đổi như nào? Nhìn vào đây biết cái gì sẽ thành nhân tử chung không? Biến đổi về gì không? Loga 2 của loga 2 của x. Tức là cái số 4 này mình sẽ đưa về cơ số 2. Và cái số 4 này cũng đưa về cơ số 2, đúng không? Vậy từ đây chúng ta có thể dễ dàng chúng ta biến đổi được. Đây là 2 bình. Và bỏ ra ngoài thì nó sẽ là 1 phần 2. Bên trong nó sẽ là 2 của 2 của x. Thế còn cái thằng còn lại thì sao? Cái thằng còn lại thì cũng thế mọi người. Cái 4 này nó là 2 bình. Bỏ ra ngoài thì nó cũng là 1 phần 2 của 2 của x. Được chưa? Rồi và bằng 2. Nhưng mà cái đoạn này nó lại rất là hay. Rất là hay. Đó là cái anh này thì giữ nguyên rồi. Nhưng mà cái anh này này, cái anh này đây nó lại là tích này. Vậy cái tích này thì các em có thể tách thành tổng, đúng không? Các em tách đôi nó ra. Vậy nếu mà mình đi tách đôi nó ra ấy, thì đây sẽ là 1 phần 2 này. Đây là loga 2 của loga 2 của x này. Thế còn cái này nó sẽ là loga 2 của 1 phần 2 cộng với loga 2 của loga 2 của x này. Đấy, hợp lý luôn. Rồi, bây giờ thì đẹp rồi. Các em sẽ thấy là cái anh này nó giống nhau. Và ở kia nó là 1 phần 2 lần. Còn đây nó là 1 lần. Vậy cộng lại với nhau thì nó sẽ là 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2, đúng không? Và đây sẽ là loga 2 của loga 2 của x. Thế còn cái anh này là bao nhiêu? Cái anh này là trừ 1. Vậy trừ 1 chuyển sang đây thì thành 3, đúng không? Đúng chưa? Ok, như vậy đến đây thì xong rồi. Okay. Loga 2 của loga 2 của x. 3 với 3 triệt tiêu, 2 đưa lên là 2. Như vậy chỗ này nhầm nào. Loga 2 của x. 2 mũ 2 tức là 4. 2 mũ 2 là 4. Và cuối cùng thì x sẽ bằng 2 mũ 4 tức là 16. Xong. Được không? Được, đúng không? À, tất nhiên rồi. Sẽ còn một câu hỏi khó hơn chứ. Hơi khó hơn. Chắc đây sẽ là câu hỏi cuối cùng thầy sẽ làm cho mọi người thôi. Sau đó mọi người sẽ phải giải một vài câu giúp thầy cho nó yên tâm.
Loga 4 x trên 4 tất cả bình trừ loga 2 4x tất cả bình tất cả mũ 4 và cộng với 10 bằng 0. Ok. Nếu mà mình nhìn tổng quan cho cái phương trình này thì mình định kế hoạch là gì và đưa về cái bao nhiêu không? Đưa về cái gì? Mình nhìn thì mình thử ở trong đầu xem là mình có thể đưa được về cái gì để nó thành cái đối tượng chung không? Chắc chắn là mình sẽ biến đổi được về loga 2 của x được không? Loga 2 của x. Loga 2 của x. Còn tất cả những cái thứ còn lại nó đều là các cái hằng số thôi. Đây có phải loga 2 của 4 không? Đây có phải loga 2 của 4 không? Và tất cả nó đều là hằng số. Nên là mình sẽ biến đổi tất cả về chung loga 2 của x nhá. Được không? Được, nhưng mà cái điều kiện đây là gì các em? Điều kiện. Nào, cho thầy xin điều kiện nào. Đó là x trên 4 tất cả bình là dương. Và 4x mũ 4 cũng là dương. Vậy với cái điều kiện này mà cái mũ của mình nó đang là mũ chẵn thì x sẽ khác 0. Các em đồng ý điều này không? Đồng ý không? X khác 0 không? Chuẩn luôn nha, x khác 0. Ok. Thế bây giờ x trên 4 tất cả bình thì là dương. Nhưng mà x đứng độc lập có dương không? Không dương. Vậy nếu mà em muốn đưa cái số 2 này xuống, em muốn đưa cái số 4 này xuống thì cái x này nó phải thành trị từ gì? Trị từ đối, em nhớ chưa? Đấy. Như vậy bây giờ mình biến đổi một tí nào, phương trình tương đương nào. Cho thầy xin một vài cái biến đổi nhanh nhá, biến đổi nhanh thôi. Nào. Cái này là gì đây? Hai bình bỏ ra ngoài là bao nhiêu? 1/2. Cái này bỏ ra ngoài là 1/2. Cái này bỏ xuống là mấy? Là 2. Vậy 2 đấy với cả 1/2 biến gì? Biến mất. Vậy chỉ còn gì thôi? Chỉ còn loga 2 của x trên 4. Nhưng mà phải có gì? Trị tuyệt đối. Đúng rồi. Tiếp tục này. Tiếp tục. 4 này bỏ xuống thì vẫn là 4 thôi. 4 này bỏ xuống vẫn là 4. Vậy loga 2 thì phải là trị tuyệt đối của 4x. Được chưa? Ok, ngon lành nhé. Cộng 10 bằng 0. Rồi bây giờ chỗ này các em xử lý thôi. 4 là gì? 4 là hằng số và hằng số đấy dương không? Dương, thế bây giờ em tách đôi cái này ra được chưa? Tách đôi cái này ra được nhỉ? Vậy ở đây nó sẽ thành loga 2 trị đối của x trừ đi loga 2 của 4. Đó. Tiếp tục cái này là trừ đi 4 lần loga 2 của 4 cộng với loga 2 của trị tuyệt đối của x. Được chưa? Chuẩn đét luôn. Và cuối cùng thì cộng 10 bằng 0. Cho thầy xin rút gọn cái phương trình này một tí xíu nào. Nếu mà nhìn tổng quan lại thì có bao nhiêu lần cái loga 2 trị đối của x nhỉ? Ở đây có dương 1. Ở đây có âm mấy? Âm 4. Vậy cộng lại với nhau thì thành âm gì? Âm 3 loga 2 trị đối của x, đúng không? Ok. Thế bây giờ cho thầy xin hằng số tự do nào. Cái anh này là mấy nhỉ? Cái anh này là mấy nhỉ? Loga 2 của 4 là bằng mấy? Là bằng 2. Thế này cũng là bằng gì? Bằng 2. Vậy sao? Đây là trừ mấy? Đây trừ 2. Đây trừ 2 không? Đây trừ mấy? Đây trừ 8. Vậy trừ 2 trừ 8 là? Trừ 10. Trừ 10 cộng 10 là hết chưa? Hết rồi. Vậy đây là trừ 2 này. Đây là trừ 8. Và 10 là hết rồi. Vậy cùng tất cả bằng gì thôi? Không. Hết chưa? Hết rồi nhé. Vậy 3 âm 3 là mất rồi. Vậy trị đối của x thì bằng 2 mũ 0 tức là 1. Vậy x sẽ bằng cộng trừ 1. Thế thôi các em, xong rồi. Nhớ hạ xuống phải chú ý. Không có sai nhé. Ok, nhưng mà mình muốn làm nhanh hay làm chậm thì cái quan trọng nhất là
cái việc công thức trước đó mình đã học thuộc chưa đúng không? Mình học thuộc công thức thì bài vở mình làm nhanh lắm. Rồi, thế bây giờ chắc chắn rồi, mọi người sẽ phải giải cho thầy Sim một vài câu. Cũng nhiều đấy, nhiều đấy. Để cho nó có một cái sự yên tâm. Thì là mọi người phải thế nào đó. Cố gắng làm bài tập hết nhá. Ở sau thầy dạy thực tế lãi suất các thứ. Phân rã chất rồi carbon các thứ. Tăng trưởng các thứ nhé. Hey yo. Nói chung là đưa về cơ số 2 là đẹp. Ok, mọi người xử lý mấy câu này nhá. Thế nên là các em phải xử lý nhanh nhá. Nhanh gọn vào. Chắc là đâu đó mấy câu, 6 câu nhỉ? 6 câu này 10 phút được không? Nhanh nhát để chúng ta cố gắng tranh thủ thời gian nói về một số cái bất phương trình một tí. Câu 10. Câu 10 này em ơi sợ nhỉ? Câu 10. Thật sự buồn luôn. Cho thầy xin, thầy làm rất nhanh cho các bạn xem này. Câu 10 đúng không? Điều kiện là gì đi? Điều kiện. Điều kiện. Điều kiện đầu tiên là x lớn hơn âm gì? Âm 2. Thế nhưng mà lúc này các em có thấy là cái x này nó nằm ở cơ số không? Vậy điều kiện cho cơ số là gì? X phải lớn hơn 0 và khác 1. Em nhớ là điều kiện cho cơ số là lớn hơn 0 khác 1. Vậy lớn hơn 0 khác 1 và lớn hơn âm 2 thì phải lấy cái chung là gì? Đó là phải lớn 0 và khác gì? Khác 1. Thế là cái câu 10 này thì thầy xử lý như nào? Thì đây thầy xử lý như này mọi người. Đây em nhìn này. Đây là log 4 của x cộng 2. Các em phải có cái sự khẳng định của mình. Chắc chắn cái này đưa về cơ số 2 được không? Được. Thế cái này có đưa được về cơ số 2 không? Được. Vậy x của 2 và 2 của x là hai cái thằng làm sao? X của 2 và 2 của x là thằng nghịch gì? Nghịch đảo của nhau. Vậy x của 2 thì chỉ cần viết thành 1 chia cho 2 của x thì bằng 1. Thế đây thì làm sao? Đến đây thì cái số 4 này thì thành là 2 bình bỏ ra ngoài là 1/2. Đấy sẽ thành gì? Đấy sẽ thành 2 của x cộng 2. Thế còn cái kia nhân lên trên kia thì nó thành 2 của x. Thế bây giờ đến đây rồi ấy, thì
thì cái này nó sẽ thành là 2 của x cộng 2. Thì cái 1 phần 2 này thì cái 2 này đưa lên kia. Lên kia thành mấy? Kia thành 2. Vậy 2 đưa vào trong thì thành x bình gì nhỉ? X bình phương đúng không? Đó. Thế cái này thì bản chất nó chính là log 2 của x bình này. Như vậy đến đây thì xong rồi các em. Đó là x cộng 2 thì bằng x bình. Đến đây thì ai mà không giải được đúng không? X bình trừ x trừ 2 bằng 0. Chốt lại đi. Nghiệm là mấy? 2 và âm 1. Tất nhiên âm 1 sẽ bị loại. Hiểu vấn đề chưa? Đơn giản không? Đơn giản mà, dễ mà. Chẳng qua là mình không biết thôi. Mình chưa nắm bắt được cái tư tưởng thôi. Đấy. Còn bất phương trình mình còn chưa nói ha. Nhưng mà giải bất phương trình thì, và so với giải phương trình thì nói chung là nó cũng như nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái dấu thôi. Cái này cùng cơ số chưa nhỉ? Cùng chưa? Cùng rồi, làm được đúng không? Cái đưa hết về loga gì là xong? 3 của gì? Của x là xong. Nhưng mà rốt cuộc thì nó còn câu này này. Câu này. Em biết sao vấn đề câu gì ở câu này không? Vấn đề câu này chính là như này này. Đó là các cái cơ số của em nó khác nhau và nó không đưa được về chung. Thế thì người ta sẽ nghĩ tới một cái hướng ấy. Đó là người ta đưa về chung một cái cơ số nào đó của x. Và cái cơ số đấy là cái cơ số mà em tùy chọn. Em thích cơ số bao nhiêu thầy làm cho em. Em thích đưa về tất tần tật cái này đưa về cơ số mấy. Em thích cơ số mấy? Cơ số 2 nhá. Nếu em thích tất cả đưa về cơ số 2 của x thì thầy sẽ biến đổi về cơ số 2 của x giúp em. Điều kiện cho cái câu 9 này ấy, thì là x là dương. Vậy đầu tiên là log 2 của x em giữ nguyên. Thế em nhìn cái log 3 của x đi. 3 của x. 3 của x thì em chỉ cần viết nó thành là 3 của 2 nhân với 2 của x thế thôi. Thế sau đó 4 của x thì em viết thành 4 của 2 nhân với 2 của x. Cái kia em chuyển vế sang. Chuyển vế sang 20 của x chứ gì? 20 của x em viết thành 20 của 2. 2 của x bằng 0. Đến đây làm sao? Đến đây thì 2 của x thành nhân tử gì rồi? Nhân tử chung rồi. Bên trong là bao nhiêu nào? Bên trong là bao nhiêu nào? Bên trong là bao nhiêu? Bên trong là 1 này. Cộng với gì nào? Cộng với 3 của 2 này. Cộng với 4 của 2 này. Và trừ đi 20 của 2 này. Nhân với log 2 của x này bằng 0 này. Rồi bây giờ thầy hỏi mọi người nhá. Một cái tích sẽ bằng 0 khi nào? Khi nào thì một tích bằng 0? Khi từng cái sẽ bằng 0 đúng không? Em có thấy bên này là hằng số không? Hằng số này có bằng 0 không? Cái hằng số này có bấm được máy tính không? Có. Cái hằng số này bấm trong máy tính thì hiển nhiên là toàn bộ cái hằng số này khác gì rồi? Khác không? Bấm thử được không? Bấm được. Vậy rõ ràng là em thấy là toàn bộ cái hằng số này khác không. Vậy cái hằng số đó khác không thì cái tích này bằng không khi nào? Đó là khi 2 của x phải bằng gì? Bằng không, đúng không? À, như vậy từ đây dẫn tới là 2 của x bằng 0. Vậy 2 của x bằng 0 tức là x sẽ bằng 2 mũ 0 và x bằng 1, chấm hết. Được không? Tất nhiên là ngoại trừ hai cái câu này có vấn đề ra thì tất cả những câu khác đều dễ. Được chưa? Thế có lẽ là mọi người về nhà mọi người chăm chỉ một tí nhá. Làm hết cái tờ mũ và cái dạng một loga nhá. Bất phương trình mọi người cũng làm luôn đi.